Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Chắc chắn có khá khá anh em nào yêu thích vai trò sát thủ trong game sẽ hỏi rằng là đơ mơ, sang đến mùa giải mới cũng gần giữa mùa rồi, sao thằng Mỡ nó cứ làm về top xạ thủ rồi là top đấu sĩ mãi chẳng thấy nó làm về top sát thủ để mà mình mua nhỉ? Cái lý do chính ở đây có lẽ rằng khi mà Mỡ nói ra, nhiều anh em sẽ hơi bất ngờ và phần nào đồng cảm với Mỡ, đó chính là vì Mỡ quên anh em ạ. Cho nên ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em, đặc biệt là những cái anh em mới chơi Mobile Legends còn đang phân vân về vai trò sát thủ, đấy là năm cái vị tướng phù hợp với mọi cấp rank để mà anh em có thể sử dụng và gánh team ổn nhất ở mùa giải thứ 17 này. Bởi vì cá nhân Mỡ cho rằng á, tầm ảnh hưởng của vai trò sát thủ trong cái giai đoạn đầu cũng như là giữa trận đấu, thậm chí là cuối game luôn ở meta mùa giải 17 này là lớn nhất nhì trong số tất cả các vai trò luôn anh em ạ. Vị tướng đầu tiên mà Mỡ muốn chia sẻ để anh em mua về đó chính là Lancelot. Lancelot ở thời điểm hiện tại được đánh giá là sát thủ hạng S với khả năng gánh team tốt trong khoảng solo rank ở tầm rank sử thi trở lên cho đến rank cấp rank thần thoại cũng như là vinh quang thần thoại cũng rất là ok. Là thế mạnh của anh chàng đẹp trai có cây kiếm dài nhọn này đó là khả năng biến ảo giao vào giao tranh cực ảo diệu với chiêu thứ nhất lướt tới lướt lui, lướt lên lướt xuống, lướt trái lướt phải. Chưa hết nha, skill 2 của anh chàng này vừa có khả năng dồn đam mạnh nếu thi triển đúng trung tâm của chiêu và kẻ địch, vừa có khả năng né đi các kỹ năng chỉ định như là chiêu cuối của Ulters này, rồi thì ulti của Châu cũng là né được luôn. Lancelot cũng là một cái chất tướng sát thủ đầu tiên, cũng là duy nhất trong cái danh sách này á, thì Mỡ khuyên anh em nên có cho mình một cái chiếc điện thoại ổn ổn một chút, ping ngon một chút, bởi múa Lancelot không hề khó, nhưng với bộ kỹ năng 100% là skill định hướng mà tầm thi triển lại không hề rộng một chút nào thì Lancelot rất cần sự ổn định đến từ thiết bị chơi game để mà chúng ta thao tác cho tốt. Nhưng nếu anh em có cho mình một cái chiếc điện thoại ngon, xịn rồi mà dạo gần đây chơi game bỗng dưng giật hay lag thì hãy thử qua tính năng iClean xem. Đây là tính năng Mỡ khuyến khích những anh em, đặc biệt là những anh em có dung lượng điện thoại từ tầm trung trở xuống nên tải. Bởi mặc dù nghe tên iClean nó chỉ là cái app dọn dẹp điện thoại mà thôi, nhưng mà nó sẽ mang đến cho anh em khá khá những cái tính năng cực hữu ích khi mà chơi game ạ. Đầu tiên, dĩ nhiên là dọn rác điện thoại rồi. Điện thoại mà phần mềm rác nhiều, rồi thì các tập tin nặng quá, nó chiếm ứng dụng, nó đầy bộ nhớ, thì sao mà chơi game được đúng không anh em? Lúc đó chơi game chắc chắn là sẽ giật, phải xóa bớt đi thôi. Chưa hết, nếu như anh em vẫn còn gặp tình trạng chơi game bị giật hay thậm chí là máy nóng á, thì nếu có gặp thì ba tính năng tăng tốc chơi game, tăng tốc bộ nhớ cũng như là hạ nhiệt CPU chính là giải pháp để anh em gia tốc cho chiếc điện thoại của mình. Cá nhân Mỡ dùng thử trên cái con Android cùi bắp của mình, về cơ bản vẫn đang thấy khá ổn anh em ạ. Và Mỡ xài được cái iClean này một khoảng thời gian rồi ạ. Đây là cái ứng dụng đang có trên CF Play chứ không phải là ứng dụng tải lậu APK ở trên mạng, cho nên anh em hoàn toàn có thể an tâm về mức độ an toàn khi mà tải và sử dụng cái phần mềm này ha. Đấy, như là mình đang gọi là tăng tốc cái tựa game Mobile Legends 33 này anh em này, chỉ với một vài thao tác thôi. Ping của tựa game có vẻ như là đã xanh chín và game đã được tối ưu hóa để mà chơi rồi. Đấy, dĩ nhiên là việc tải iClean với việc chơi giỏi Lancelot thì nó không quá là liên quan đến nhau. Nhưng mà với một chiếc điện thoại mượt, nó sẽ giúp anh em múa Lancelot nghe chừng là ổn hơn và phản xạ tốt hơn khi đối đầu với những người chơi khác, đúng chứ ạ? Ok, cái vị tướng thứ hai Mỡ chia sẻ với anh em ở trong danh sách top 5 sát thủ nên mua này, đó chính là Link. Link thì đã nằm trong danh sách 5 cái vị tướng bắt buộc phải mua ở trong cái video clip trước đây Mỡ có làm cho anh em rồi ạ. Thì nay, Mỡ xin được đưa lại vào trong cái danh sách của cái video clip này, vì dĩ nhiên đã nói về top 5 sát thủ mạnh nhất meta hiện tại, không đưa Link vào thì bị chửi sấp mặt thật anh em ơi. Bị chửi là đáng luôn. Đây có lẽ là lần thứ hai trong tuần này Mỡ xin được nhấn mạnh rằng Link là sát thủ cực đáng mua và bắt buộc phải mua về nếu như anh em xác định gọi là mình sẽ try hard leo rank bằng một chất tướng sát thủ. Link không thực sự biến ảo và khó lường như Lancelot trong giao tranh, nhưng vị tướng này lại thể hiện một cái sự vượt trội tuyệt đối của mình ở ba cái khoản như sau. Thứ nhất là khả năng đảo đường, cái thứ hai là khả năng chọn góc vào giao tranh, và cái thứ ba là khả năng cơ động truy đuổi đối thủ dồn sát thương. Thế đấy, Link rõ ràng không hề kém cạnh Lancelot một chút xíu nào. Hai anh chàng này đều đẹp gái, đều đẹp trai như nhau, tóc dài cũng xem nhau. Một ông thì tóc thẳng thôi, ông còn lại thì hơi xoăn xoăn tí, kiểu gọi là nó hơi bị cách điệu theo trend xu hướng. Rồi thì kiếm cũng nhọn như nhau luôn, nhưng Mỡ đánh giá kiếm của Lancelot nhọn hơn anh em ạ, bởi vì kiếm của thanh niên đấy là để đỡ âm mà anh em. Nhưng nếu xét về chiến thuật 1-3-1 á, cái này nó nghiêm túc này, thì Link ngon hơn. Đó. Nói chung hai cái vị tướng này thì 1-9-1-10 anh em ạ, mua ai về cũng được, mua cả hai thì càng sướng, tập để mà thay đổi dần dần cho nó chán, hoặc nếu bị ban con này thì vẫn còn con khác để mà chơi. Ok, là Helcurt sẽ là cái vị tướng thứ ba mà Mỡ đưa vào trong cái video clip này.
Theo đánh giá cá nhân của mỡ thì Helcurt là chất tướng sát thủ khó chịu nhất trong Mobile Legends, và vị tướng này mới nổi và quay trở lại meta ở khoảng giai đoạn giữa mùa 16 cho đến bây giờ mà thôi. Thật ra ấy, thì mỡ thấy rằng là cái con Helcurt này nó phải khỏe lâu lắm rồi ạ. Nó còn bị giảm sức mạnh nữa cơ, nhưng có vẻ như là cộng đồng Mobile Legends nhìn ra được cái sự khó chịu. Rồi thì khả năng câm lặng cực lâu đến từ nội tại và chiêu 1, thêm vào đó là combo hóa đá và trò chiêu 2 với 4 cái stack cộng dồn sốc sát thương cực mạnh đã biến con Helcurt thậm chí nó còn vượt trội hơn cả Lancelot, trở thành một trong những sát thủ bị ban nhiều nhất ở thời điểm hiện tại của game luôn. Game thì có thể không cầm Link ok, không cầm Lance ok, nhưng không cầm Helcurt thì hơi sai sai. Lúc nào chúng ta cũng phải chơi trong cái sự lo sợ nơm nớp luôn. Ông nào cứng cứng á thì không sao, có thanh tẩy thì cũng bớt lo, chứ ông nào mà người như cái tờ giấy á, rồi máu thì mỏng, không có kỹ năng thanh tẩy thì ôi thôi, ai khóc nỗi đau này. Nó lại cho lên bàn thờ, ngắm gà khỏa thân gần phút mới xuống, thì lúc đấy hỏi sao lại không sợ, xong lúc sau lại chửi đồng đội là đơ mơ, xong không cầm cái con heo cướp đi, nhìn nó tắt điện xong lú vơ lờ. Cũng khó thật anh em ạ, nhưng mà khó quá thì làm sao bỏ qua được bây giờ. Và chúng ta có cái vị tướng thứ tư ở trong cái danh sách này, đó chính là Natalia. Cô nàng có biệt danh móc lốt thần trưởng, đi khắp map chỉ để tìm những cái mục tiêu máu giấy hoặc những cái vị tướng team bạn còn ít máu mà thích đi lẻ để rồi bay vào tung ra chiêu số combo cũng câm lặng giống Helcurt luôn để mà tiễn team bạn về thành dưỡng sức. Ô, thế chính ra nhìn cái cặp đôi Helcurt Nata chính ra lại hợp nhau đến lại anh em ạ. Nhưng thế không biết có phải là yêu không anh em ha. Nếu như mà Helcurt thì tắt tầm nhìn toàn bản đồ đúng không ạ? Nhảy vào ai thì câm lặng, dồn đam cực mạnh. Thì ở Nata chúng ta cũng có nhảy vào ai cũng câm lặng này, đam cũng to này, mà lại có tăng hình. Kiểu team bạn cũng chẳng ai thấy được Nata khi mà cô ta tăng hình luôn. Uầy, tương đồng vãi cả trường đến từ bộ kỹ năng của Natalia cũng như là Helcurt. Có lẽ chính vì cái cơ chế bộ kỹ năng ổn, mạnh nên Natalia được xếp vào hàng những sát thủ mạnh nhất meta hiện tại của game, có tỷ lệ thắng cực cao. Nata thậm chí còn xếp trên cả Helcurt, bởi vì có vẻ như là xếp trên ở cái khoản là Nata đảo đường cơ động hơn Helcurt, và cái ngưỡng sức mạnh của Nata không quá là bị phụ thuộc vào cái chiêu thứ hai cần tích stack cộng dồn của cái con Helcurt anh em ạ. Đó, ok. Thì cái tầm rank để mà chúng ta có thể sử dụng cái vị tướng Natalia này nó sẽ rơi vào khoảng tầm rank từ thần thoại trở xuống anh em ha. Rank vinh quang thần thoại thì mỡ thấy hơi ít dùng, bởi Natalia dùng chiến thuật 131 hơi ít hiệu quả so với những vị tướng khác anh em ạ. Cũng giống như là Helcurt vậy. Nhưng đừng vì vậy mà anh em cho rằng cái con Nata này nó yếu nha. Đầu game thì nó hay đi cắn trộm, nhưng cuối game với full trang bị á thì nó gặp ai một combo là sấp mặt mấy ông đi lẻ luôn anh em ạ. Bà vãi cả trường. Và cái tên cuối cùng mợ muốn chia sẻ với anh em ở trong cái danh sách này, đó chính là sát thủ Hanzo. Hanzo có lối chơi cực khó chịu, và đây cũng là chất tướng sát thủ ăn bùa, cướp bùa nhanh nhất trong game rồi anh em ạ. Nói về khoản đi đọt tướng địch hay là két bùa thì chắc Link, Helcurt, Nata hay là Lancer còn phải nể Hanzo vài phần anh em ơi. Cách chơi Hanzo thì về cơ bản mỡ đánh giá là dễ nhất trong danh sách này và dễ hơn 4 tướng kia rất là nhiều. Hanzo mạnh ở mọi giai đoạn trong trận đấu và gần như là bất tử nếu chúng ta biết cách giấu bản thể của Hanzo để triệu hồi ra huyết quỷ đi tấn công tướng địch. Ở cái thời điểm hiện tại này, nếu anh em có đang cân nhắc một cái vị tướng sát thủ nào dễ chơi một tí á, rồi thì rank thấp cũng chơi được, rank giữa cũng chơi được, mà rank cao cũng chơi được luôn. Vào giao tranh thì ổn, đánh nhau mạnh mà khó chết, thì hãy cân nhắc sử dụng Hanzo xem. Hanzo phù hợp với mọi cấp rank, thậm chí là rank vinh quang thần thoại với chiến thuật 131 luôn anh em ạ. Để mà tối hóa được cái sức mạnh của Hanzo á, thì anh em cần chú ý sử dụng chiêu 2 ở dạng huyết quỷ nó chính xác, thì chiêu thứ nhất nó mới mở khóa nó nhanh. Và bên cạnh đó, hãy lưu ý rằng tránh để cái con huyết quỷ mà lúc Hanzo triệu hồi bằng chiêu cuối bị chết nhá. Bởi vì khi mà cái con huyết quỷ đó bị hạ gục, mặc dù Hanzo không chết đâu, nhưng sẽ bị làm choáng kèm giảm mạnh tốc độ trong vài giây. Kẻ địch hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để mà hạ gục chúng ta. Đó, ở trên đây có lẽ rằng là 5 cái vị tướng sát thủ mà mỡ cho rằng cực hợp ở cái mùa giải thứ 17 này để anh em có thể chơi ở mọi cấp rank. Đối với anh em newbie mới biết đến Mobile Legends thì anh em nên tập chơi Helcurt và Hanzo ha. Nâng cao hơn thì anh em có thể sử dụng Natalia và Lancelot. Đây là 2 cái vị tướng sẽ giúp cho anh em cách di chuyển, cách đọc map và cách vào giao tranh. Và lên rank cao hơn đó sẽ là Link. Đó, không biết rằng trong danh sách 5 cái vị tướng này anh em có thuận tay vị tướng nào, hoặc là đã sở hữu vị tướng nào, hay là chưa mua vị tướng nào không. Đừng quên, nếu thấy cái video clip này của mỡ nó bối, hãy để lại cho mỡ một like, một subscribe, đăng ký kênh để đón xem những cái video clip tiếp theo nha. Ừ, xin chào tạm biệt và hẹn lại anh em. Bye bye.